Fortuner 2017 nhập Indonesia mới đi có 39.000 cây số à. Đây, 4 lốp là nguyên zin theo xe, được sản xuất vào năm 2017 hết luôn anh chị. Đây, tuần thứ 8 của năm 2017. Anh chị nào mà hiện tại mình đang có cái nhu cầu cần tìm một cái mẫu xe SUV 7 chỗ thực thụ, gầm cao mấy thoáng để mình đi gia đình mà không ngại đổ xăng á, thì anh chị có thể là tham khảo mẫu xe Đạt sắp giới thiệu tới quý anh chị đây. Bên Toyota Hiroshima Tân Cảng, mình Đạt vừa thu mua thành công một cái mẫu xe Fortuner phiên bản máy xăng số tự động một cầu, xe được sản xuất vào năm 2017 nha quý anh chị. 2017 nhưng mà một cái mẫu xe gia đình, tại vì những cái mẫu xe xăng như thế này thì ít ai chạy dịch vụ lắm, nên tới thời điểm hiện tại xe mới đi có khoảng 38.000 cây số thôi. Thì về tới Toyota Hiroshima Tân Cảng, mình Đạt sẽ cho tiến hành bảo dưỡng cấp lớn lại nha anh chị ha. Đó, để khi mà cái mẫu xe về tới tay quý anh chị thì mình có thể là an tâm mà sử dụng. Tại vì khi mà bán xe tới quý anh chị thì bên Toyota Hiroshima Tân Cảng, mình Đạt có thêm cái chế độ bảo hành 1 năm hoặc 20.000 cây số về động cơ và hộp số để anh chị mình yên tâm sử dụng anh chị ha. Xe mang biển số cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh anh chị. Đó, thì hiện tại biển số thành phố hay là biển số ở tỉnh thì mình cũng không còn quan trọng vấn đề đó nhiều nữa. Đó. Trên xe thì Đạt cũng kiểm tra xe một vòng quanh xe rồi. Thì nước sơn zin thì còn một vài món thôi, còn lại thì Đạt cũng có thấy là đã sơn lại cũng khá khá nhiều rồi anh chị. Đó, chẳng hạn như những cái vết trầy xước ở phía cản trước và vậy trước bên phải, thì về bên Toyota Hiroshima Tân Cảng mình sẽ cho tiến hành xử lý lại anh chị ha. Đó, cụm đèn pha cốt thì còn cực kỳ đẹp anh chị, còn sáng trưng luôn. Rồi đặc biệt thêm là cụm ca lăng này nữa nè, đó, sáng lắm, sáng đẹp. Xe mang một cú sơn màu nâu nha anh chị, một màu nâu. Thì anh chị mình hay có quan điểm là màu trắng nó mới dơ, nhưng mà thật ra màu nào nó cũng dơ anh chị. Mình đi mà mình không biết cách bảo quản hoặc là mình chăm sóc xe thì màu nào nó cũng dơ như nhau hết á. Đó, chẳng hạn như cái xe này thì Đạt cũng kiểm tra xe một vòng quanh xe hết rồi, thì Đạt cũng kiểm tra là xe này chắc đậu nhiều nha, không có chạy, đậu nhiều nên là trên xe nó sẽ bị ố và bị ố anh chị, bị ố và bị xước á. Đó, còn tí đang mở khoang động cơ ra thì khoang động cơ thì ngày xưa cũng có dấu hiệu chuột anh chị. Đó, để tí là sẽ quay cận cảnh cái dấu hiệu mà bị chuột nó tác động lên cho anh chị mình tham khảo ha. Nội thất thì cực kỳ đẹp nha anh chị ạ. Bộ ghế da màu nâu nguyên zin theo xe, nó sẽ đồng màu với lại là cái màu ngoại thất luôn anh chị. Đây. Những cái nút bấm này anh chị thấy là còn rất là rõ nét luôn ha. Đó, không có bị gọi là bị sần hay là bị trầy xước, bị mất 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 dấu một phần nào hết. Ốp bạc ở trên cái tấp bị cửa còn rất là đẹp anh chị. Sáng bông luôn. Cảnh báo va chạm phía sau, chỉnh chỉnh đèn ha. Xe 2017 nhưng mà khác với những dòng Innova hoặc là Innova hoặc là Fortuner số sàn thì nó sẽ có thêm cái cân bằng điện tử nữa là anh chị. 2017 có cân bằng điện tử rồi. Đầu này thì anh chủ cũ anh thay lại đầu của Pioneer, đầu của Thái Lan, chắc ngày xưa mua trong hãng luôn anh chị. Đây, vô lăng cũng khá là đẹp ha. Thì Đạt cũng chia sẻ anh chị một chút xíu là cái vô lăng này có bị tác động hình như cũng hóa chất hay sao á. Có thể là ngày xưa mà bị dính hóa chất gì nên ngay chỗ này nó bị sần sần một chút xíu nè, ngay chỗ cái vô lăng nè anh chị, ngay chỗ cái nút bấm mốt này nè nó bị sần sần chút xíu nè đó, nhưng mà cũng không ảnh hưởng nhiều hết anh chị. Tổng quan cái vô lăng còn rất là đẹp, có cái logo nó bị tróc tróc chứ chả thành vấn đề anh chị ha. Xe thì cũng được trang bị là lẫy chân số trên vô lăng nè, lẫy chân số là không có một dấu trầy luôn, không bị màu nhiều luôn đó. Anh chị đi mua xe cũ thì mình kiểm tra thêm một cái cần đá đèn anh chị, coi dưới này có bị mòn nhiều không. Nếu dưới này bị mòn nhiều thì có khả năng là xe chạy nhiều anh chị, không có đúng với cái chất xe ha. Đây, xe mới chạy 39.000 cây số thì anh chị cứ yên tâm, khi mà anh chị mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng á, thì bên Đạt bán xe cho anh chị, bên Đạt sẽ sâu cái lịch sử bảo dưỡng chính hãng ra cho anh chị coi luôn nha. Đó, anh chị cứ yên tâm. Và những cái hạng mục mà được bên Tân Cảng bên Đạt sửa chữa hoặc làm lại hoặc thay thế, sơn chỗ nào, trầy xước chỗ nào, làm cái gì bên Đạt sẽ sâu ra cho anh chị mình khi chị mình coi xe trực tiếp bên Đạt ha. Xe thì cũng được trang bị đầy đủ cái option cơ bản, chẳng hạn như là phim cách nhiệt nào quý anh chị. Phim cách nhiệt đủ rồi, còn sàn thì vẫn là sàn nỉ bình thường thôi anh chị, sàn vẫn là sàn nỉ, phía sau có cái cổng 12V ha. Đó, cái này là mạ vàng anh chị, đang vẫn sử dụng là sàn nỉ đây. Đó, ngày xưa chắc đi gia đình cũng chả nhất thiết phải lên bọc sàn Simly, thì cái này nó cũng nhỏ thôi quý anh chị nào mà mình có nhu cầu mình cần lót cái sàn Simly thì bên Đạt sẵn sàng, bên Đạt tặng cho anh chị ha. Đó, rồi gầm bệ anh chị ha. Đó, cái này là rửa ra nó cực kỳ đẹp luôn, không có dấu hiệu gì bất thường anh chị. Xe thì liền lạc từ trước ra đằng sau luôn, anh chị có thấy những cái đường dập nổi dập lặn không, những cái mảng body á nó rất là đều luôn. Cái cản này thì bên Đạt chắc cho tháo ra anh chị ha, cái
cái ốp cản này nè, và đài cho tháo ra. Gầm bệ còn rất là ok quý anh chị, cái gầm này thì rửa ra thì cực kỳ đẹp luôn. Đó thì hàng ghế sau ha, cấp sau thì cũng khá là rộng rãi, thì nó cũng giống như những cái dòng mà Fortuner bây giờ thôi, nó cũng treo hàng ghế sau lên, không vấn đề hết. Đây, đồ nghề thì đầy đủ anh chị. Đây, sùng chỉ là nguyên zin nguyên bản, ốc thì chưa có dấu hiệu ra ha. Lý sơn bên này là còn zin nè. Nội thất đẹp không anh chị? Không có bị nhăn nhiều luôn, khá là đẹp luôn anh chị. Mấy cái ốp này nó cũ với lại nó trầy sướng nhiều quá, đặt cho tháo ra. Bên này sẽ cho đến ngành tháo mấy ốp này ra. Còn cái tay nắm cửa mà chrome này nè, là nguyên zin của nó thì để lại. Bên này sẽ cho đến hành đánh bóng lại thôi ha. Còn về phần chìa khóa này thì bên Đạt sẽ, khi mà anh chị nhận xe thì bên Đạt sẽ hoàn trả cho anh chị hai cái chìa khóa nha. Xe nào cũng sẽ có hai chìa khóa như nhau hết. Thì dự kiến xe này chắc là khoảng một tuần đó nha quý anh chị. Kiểm tra 176 hạng mục nè, đồng sơn và làm đẹp Marukuri thì khoảng một tuần anh chị ha. Đặt quay lại cái tình trạng xe mới về, anh chị mình coi được tình trạng này cũng khá là hay. Rồi để Đạt mở phần cái khoang máy ra, Đạt quay lại cái phần khoang máy mà nó có dấu hiệu bất thường cho anh chị mình tham khảo không nha. Dạ rồi, đây chính là cái khoang động cơ của xe này anh chị ha. Đầu tiên Đạt xin chia sẻ với anh chị là khoang động cơ này á, đã chưa có dấu hiệu thì tác động bởi ngập nước này, hoặc là đâm đụng thủy kích ha. Đó, nắp capo thì vẫn chưa có dấu hiệu ra để mình sơn sửa xử lý lại nè anh chị. Sùng chỉ là vẫn còn nguyên zin nguyên bản theo xe anh chị. Đó, với lại đó là khoang động cơ này Đạt cũng chia sẻ với anh chị là ngày xưa chắc đậu riết á, đậu nhiều quá nên có dấu hiệu chuột, nên là anh chủ anh treo lông não, treo lông não bên này nè anh chị. Rồi Đạt quay chỗ này cho anh chị xem, ngay chỗ này nè anh chị thấy không đó, những cái lông 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 nhỏ nhỏ là cái lông chuột đó anh chị. Đây nè, cái này là lông chuột á, lông chuột đó nó vô trong khoang động cơ thì nó để lại trên lớp nỉ này nè, cái lông của nó. Các nước là vẫn còn nguyên zin, chưa có vấn đề nè. Thì cái khoang động cơ này chuột nó cũng có lên và nó có đáy, dẫn tới là nó bị xét một vài chỗ chẳng hạn như cái ốc như này nè, nhưng nó vấn đề bình thường anh chị. Bình dầu thì ảnh ấy lại nè. Rồi đây cái vấn đề, đây chuột nó đáy lên mà xét cái chỗ này luôn nè anh chị ha. Đó, nhưng mà cái này chỉ dừng lại ở việc là vị trí nó bị xét thôi, còn cái vấn đề mà anh chị nghĩ là nó đâm đụng vào phần này nên nó bị sơn đi á, xong rồi nó bị tróc ra thì không phải anh chị. Anh chị nha, khi mà anh chị lên xem xe trực tiếp anh chị thấy là không có dấu hiệu nào hết, đây là cái dấu của chuột đá anh chị. Cầm ABS còn rất là đẹp, rất là rất đẹp luôn nha anh chị ha. Và Đạt cũng xin kết thúc video tại đây, và xe hiện tại đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng Bến Đẹp chào bán với mức giá là 734 triệu. Với mức giá là 734 triệu thì anh chị chỉ cần trả trước khoảng 350 triệu thì mình có thể là nhận xe rồi nha anh chị. Thì Đạt cũng tính cái bảng tính trung bình rồi, xe này vay được khoảng là 3 năm thì anh chị đâu đó mỗi tháng anh chị trả khoảng 15 triệu á, 15 triệu thì mình có thể nhận xe rồi ha. Và anh chị nào mà mình đang còn thắc mắc về cái mẫu xe này, cần tư vấn thêm thông tin thì anh chị có thể là gọi điện trực tiếp vào số hotline 0932 192 611. Số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để Đạt hỗ trợ thêm thông tin chi tiết tới quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị.